Đậu hũ là nguyên liệu quen quá quen, vậy ăn đậu hũ kiểu gì mà vạn người mê? Duyên Nguyễn chia sẻ cách làm ngay sau đây, biết đâu chừng cả nhà mình làm ăn thử rồi mê thiệt luôn đó. Đầu tiên, mình sẽ làm đồ chua. Em dùng 3 nguyên liệu đem sắt lát mỏng gồm có củ cải trắng, su hào và cà rốt. Tổng trọng lượng cho 3 nguyên liệu này là 400 g. Em cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn đều và đợi 10 phút nha. Sau khi thấm muối thì củ cải trắng, su hào và cà rốt đã ra nước và trở nên giòn hơn. Em vắt nhẹ các nguyên liệu này cho ráo nước. Ngoài tác dụng làm giòn, thì việc ướp muối sẽ làm giảm đi mùi hăng nồng của 3 loại rau củ này. Để pha nước ngâm đồ chua, em dùng 1 muỗng ăn canh giấm táo, 2 muỗng ăn canh đường, 300 ml nước uống. Thật ra tỷ lệ cho nước ngâm đồ chua, cả nhà chỉ tham khảo thôi cũng được. Mình có thể điều chỉnh vị chua ngọt tùy theo sở thích nha. Hòa tan hỗn hợp nước ngâm rồi, thì em cho củ cải trắng, su hào và cà rốt vào, ngâm 1 tiếng ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ bình thường. Tiếp đến em làm nước chấm cho món đậu hũ không khói. Em dùng 1 muỗng cà phê muối ớt rau củ chay, 1 muỗng cà phê muối tiêu, 1 muỗng ăn canh tương ớt, vắt vào một trái tắc, và em cho 50 ml sữa đặc. Phần sốt chấm keo sánh được pha vô cùng đơn giản này lại là tuyệt phẩm cho món đậu hũ không khói đó cả nhà. Và nguyên liệu chính của video này là đậu hũ. Em dùng một hộp đậu hũ chiên có trọng lượng khoảng 300 g. Loại đậu hũ này dễ mua lắm, các siêu thị lớn nhỏ đều có bán. Vì đậu hũ đã được chiên rồi, nên giờ mình chỉ cần cho đậu hũ vào lò vi sóng để làm nóng lại với nhiệt độ cao trong 5 phút. Mở nắp nồi ra là mình đã có miếng đậu hũ vàng ươm hấp dẫn rồi đó cả nhà. Phải nói là rất ngon lành và tiện lợi. Em xắt đậu hũ thành những miếng vừa ăn. Đồ chua sau khi ngâm 1 tiếng thì các nguyên liệu thấm nước giấm đường rất là giòn, chua chua, ngọt ngọt, ngon lắm cả nhà ơi. Mình xếp đậu hũ lên dĩa, đặt thêm một lá rau răm. Rồi lần lượt xếp tiếp những miếng đồ chua giòn ngon. Em để thêm một lá rau răm nữa cho thơm. Rất ngon lành và xinh xắn. Cả nhà có thể chọn cách trang trí này cho mâm tiệc chay. Gắp một miếng đậu hũ nóng, kẹp rau răm và đồ chua thơm lừng. Chấm vô chén nước sốt đầy đủ vị chua cay mặn ngọt hài hòa. Món này cả nhà ăn vặt, ăn chơi hay ăn khai vị trong tiệc chay là quá lý tưởng luôn. Còn nếu đơn giản mình làm để thưởng thức thì cả nhà chỉ cần quét sốt lên đậu hũ, rồi mình cũng xếp nào là rau răm, nào là đồ chua lên. Cái béo thơm của đậu hũ quyện với cái giòn của đồ chua, hương thơm của rau răm, quết cùng sốt chua ngọt. Tất cả những hương vị gói ghém đơn giản trong miếng đậu hũ này lại bật lên sức hấp dẫn lạ thường. Và Duyên Nguyễn gọi tên món này là đậu hũ không khói bởi vì mình không cần phải nổi lửa nhưng vẫn có món ăn tuyệt ngon đó cả nhà. Xin mến chúc cả nhà thực hiện thành công.